Thùy Dương xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, các em thân mến. Trong cái video ngày hôm nay, Thùy Dương sẽ nói về một nhân vật. Ông là Đại tá Nguyễn Thành Trung. Và cái video này, Thùy Dương đọc lại cái nội dung mà ông trả lời trong một cái buổi phỏng vấn. Và các bạn nghe để các bạn hiểu lý do tại sao ngày 30 tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa bị thua. Và các bạn nghe cho kỹ, rồi các bạn nhìn nhận về bản chất con người của ông Nguyễn Thành Trung này nha. Tuy chúng ta sinh sao đẻ muộn, nhưng bởi vì ông này, ông gắn liền với lịch sử. Chúng ta nghe cái thời của ông, cái cơ hội của ông nó lớn như vậy, rồi sau đó ông làm cái gì đó để bây giờ những cái thế hệ con cháu em út của ông sau này có được cái cơ hội như ông ngày trước hay không. Chúng ta nghe nha quý vị. Cái bài này có cái tựa đề là Đại tá Nguyễn Thành Trung, vợ con tôi sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn. Đọc cái bài này nó dài lắm luôn, nhưng mà cố gắng nghe để hiểu cái sự gì nó đã xảy ra. Nói về thời gian là Thùy Dương phải quý thời gian hơn quý vị. Tại vì sao? Thời gian ở bên Na Uy nó đi vùn vụt, nó đi nhanh như tên bay vậy đó. Nhắm mắt mở mắt ra là hết thời gian, cho nên Thùy Dương rất là sợ. Nhưng mà không lẽ sợ thời gian nó trôi qua nhanh rồi Thùy Dương không làm gì hết, không được quý vị. Cho nên mà Thùy Dương đã dùng thời gian để Thùy Dương chia sẻ với quý vị rồi. Thì các bạn cũng cố gắng bớt đi nhậu, bớt đi ăn bánh tráng trộn lại. Không, bớt ngồi vỉa hè cà phê cà pháo lại, nghe chị Dương đọc bài này rồi chúng ta ngẫm nghĩ cái sự việc. Đừng có đu bám theo cái tin đảng, tin Hồ Chí Minh là chết dịch mình luôn đó quý vị. Rồi nha, bắt đầu nha. Bây giờ hỏi nè. Ổng là đại tá anh chị, đại tá anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung có một giờ G, giờ G khác vào năm 1974. Trung Dũng Minh Nguyễn thì Dương không biết là ai ha. 35 năm hoạt động, trên vai áo ông từng đeo quân hàm không quân, hai bên là đối thủ của nhau. 22.000 giờ bay với nhiều loại phi cơ chiến đấu và dân dụng hiện đại nhất từ Đông sang Tây. Cái câu đó là chúng ta biết được nhiều thứ nha. Từ Á sang Âu, có nghĩa là thời Việt Nam Cộng Hòa là cái máy bay mà để mà ông lái là hiện đại nhất đó. Những nếm trải cuộc đời dường như Nguyễn Thành Trung chẳng thiếu thứ nào. Sướng chưa? Người ta thường nói vinh quang đi cùng cay đắng, còn ông sống chết tù tội chẳng màng. Nhưng những giây phút cô đơn trong cuộc sống hòa bình, ngay trong lòng đồng đội thì thật dài và khó quên. Tháng 4 đến rồi lại đi cùng ký ức. Chặng đường lịch sử dài 38 năm có quá nhiều biến cố. Sự kiện ném bom Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4 năm 1975 đối với ông có ý nghĩa gì? Bây giờ nghĩ về giây phút ấy ông cảm thấy thế nào? Ông trả lời nè quý vị. Đối với cá nhân tôi, ngày 8 tháng 4 năm 1975 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng nhất trong cuộc đời. Lái chiếc máy bay F-5E ném hai trái bom xuống Dinh Độc Lập, sau đó quay lại dùng súng phóng lựu vào kho xăng Nhà Bè, là hành động mà tôi ấp ủ trong một quá trình dài ngay từ thời trai trẻ. Anh chị biết ông Nguyễn Thành Trung này ông học lái máy bay là do ai nuôi ổng không? Đối với tôi, chấm dứt chiến tranh để người Việt Nam không còn đổ máu là một việc lớn phải làm. Đó không phải là cảm hứng nhất thời hay bất chợt liều lĩnh, đến bây giờ vẫn còn ngu đần. Sự nỗ lực cá nhân suốt bao nhiêu năm ở khoa toán, lý, Đại học Khoa học Sài Gòn, trong vỏ bọc sĩ quan không lực Việt Nam Cộng Hòa hay tại các trung tâm học lái máy bay chiến đấu ở Hoa Kỳ từ năm 1969 đến năm 1972, tôi vẫn chuyên chú cho hành động ấy, nó thấy chưa? Tôi âm thầm luyện tập hạ cánh ở cự ly gần 1.000m, trong khi máy bay F-5E phải đáp trên đường băng dài tối thiểu 3.000m đến độ hư hai máy bay và phải chịu kỷ luật hạ lương, giáng chức, suýt nữa là bị lộ tại sân bay Biên Hòa. Nhờ vậy mà ngày 8 tháng 4 năm ấy, tôi đã hành động chính xác
đáp xuống an toàn tại sân bay dã chiến Phước Long vừa giải phóng, có thể gọi đó là sự chính xác của lý trí và khoa học. Bước ngoặt 180 độ đó cho tôi được chính danh là tôi, Nguyễn Thành Trung như ngày hôm nay. Rồi, nhưng báo chí cả hai phía lúc đó chạy những dòng tích lớn gọi là phi công phản chiến. Đúng vậy, cấp trên nói với tôi là cần tuyên truyền như vậy để kêu gọi những người trong lực lượng không quân Sài Gòn tiếp tục phản chiến. Tôi nghĩ nói sao cũng được, vấn đề là tôi có làm được nhiệm vụ không? Có còn sống để trở về hay không? Từ năm 1969, tôi đã là đảng viên. Anh chị nhìn coi bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam nó thấy những người tuy là đảng viên Đảng Cộng sản mà có cái kiểu mà giống như tự diễn hóa, tự chuyển biến gì đó, là nó loại trừ ra liền, nó không có cho làm nữa. Nó tìm bằng mọi cách nó loại trừ liền. Anh chị thấy Việt Nam Cộng hòa nó nhân bản không? Nhân bản nhân đạo không? Mà mấy hôm nay anh chị coi trên cái YouTube của Thùy Dương, Dương đọc biết bao nhiêu nhân vật rồi. Được Việt Nam Cộng hòa nuôi cho ăn học, rốt cuộc quay trở lại tráo trở. Hỏi sao Việt Nam Cộng hòa không chết? Chết rồi bây giờ dân miền Nam Việt Nam, cả nước Việt Nam có sung sướng không? Đâu sung sướng gì đâu. Công an đánh đập đi cướp đất của dân. Đọc tới mà tức, nhưng mà Thùy Dương phải đọc quý vị, không đọc không được. Đọc mà tức chứ. Đọc xong rồi kiếm thuốc uống vô cho nó định thần lại. Còn các đồng nghiệp của ông nói gì về hành động của ông? À, ngay lúc đó thì tôi không biết họ nói gì, nhưng sau này nhiều người cho tôi hành động dại dột. Bởi trước mắt tôi là một hợp đồng với phía Mỹ, sẵn sàng bảo lãnh vợ con tôi sống ở Mỹ với điều kiện tốt nhất, nhưng đó không phải là lựa chọn của tôi. Vậy lựa chọn của ông bắt nguồn như thế nào? Truyền thống cách mạng của gia đình hay là sự tự giác của cá nhân ông? Ba tôi là một người yêu nước, chống thực dân và hy sinh tại quê nhà. Các anh tôi cũng đi theo con đường yêu nước của ba tôi. Cái chết của ba tôi làm cho tôi ý thức rõ ràng hơn là phải góp phần làm cho chiến tranh sớm chấm dứt. Quê hương và dân tộc phải được sống trong cảnh thanh bình. Tôi là người biết rõ mình là ai, mình cần phải làm gì, những việc quan trọng cần làm, tôi luôn dự liệu trước hàng chục năm. Ông giỏi quá hả ông Nguyễn Thành Trung, giờ ông còn sống không? Nghe tụi trẻ tôi nguyền rủa ông nè. Ông giỏi quá. Ông đi du học nước ngoài, ông ăn cho sướng, cho đựng mỡ. Rồi ông tiên liệu trước hàng chục năm, ông có tiên liệu được cái cảnh mà Cộng sản nó đàn áp người dân ngày hôm nay không? Sao mà hả, giống như là tự tin quá vậy, kiêu hãnh quá vậy. Rồi ngày hôm nay ông thử ông lái máy bay, ông thử ông làm gì thử coi. Ông dám lên tiếng hồi sao ông im ru vậy? Ông dám làm gì hết trơn vậy? Thời đó tự do quá cho nên ông như vậy. Còn ngày hôm nay ông thử ông làm một cái gì thử coi. Ông thử ông lên mạng, ông ngồi ông nói sự thật thử coi. Những cái gì ông cảm thấy bất mãn không lẽ ông không thấy? Nhưng mà đố ông dám làm. Giờ ông có hối hận thì ráng mà nhắm mắt trong cái quan tài luôn đi. Thời khắc đó ông có nghĩ đến sự an toàn của vợ và hai con còn quá nhỏ đang sống ở thành phố Biên Hòa? Có khi nào ông cảm thấy khổ tâm hay hối hận về hành động của mình mang lại nỗi vất vả cho vợ con hay không? Ông trả lời nè quý vị. Trước khi ném bom Dinh Độc Lập ngày 8 tháng 4 năm 1975, lãnh đạo đề nghị đưa vợ con tôi ra vùng giải phóng để tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Nhưng lúc đó tôi bị nghi kỵ nhiều, nguy cơ bị lộ rất cao nên chuyện đó là không thể. Cái khúc này để trả lời cho mấy đứa nào nói là Việt Nam Cộng Hòa hèn, nó đu càng bỏ chạy đó. Tay chân của tụi bay lông lá quá trời mà. Tụi chơi hèn lắm, chơi bẩn lắm. An ninh quân đội theo sát gia đình tôi từng giờ. Nếu vợ con tôi vắng nhà không rõ lý do thì tôi sẽ bị bắt ngay tức khắc. Cũng có thể trên đường ra vùng giải phóng, vợ con tôi cũng sẽ bị bắt. Tình thế đó sẽ nghiêm trọng hơn. Rất lo lắng cho tính mạng vợ con. Nhưng việc mà tôi đã tính trước 10 năm đến thời điểm này là không thể dừng. Mặt khác, thời gian sống trong đội ngũ không lực Sài Gòn cho tôi một niềm tin rằng vợ tôi, một người phụ nữ không liên quan gì đến công việc của tôi, con tôi còn quá nhỏ, đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn 5 sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn. Tại vì cái thể chế của người ta nhân bản. Đọc mà nóng máu ghê quý vị. Nóng máu dễ sợ luôn, nhưng mà phải đáng đọc cho nó xong. Quý cô chú anh chị có kiến thức hoặc là đã từng làm việc chung với ông Nguyễn Thành Trung này nè, hoặc là đã từng biết về con người của ổng, quý vị có thể nói thêm, ghi xuống cho các bạn trẻ đọc để biết, để lý giải tại sao mà miền Nam Việt Nam gọi là Việt Nam Cộng Hòa bị thua.
Trời ơi, nuôi ong tay áo nuôi khỉ vào nhà nhiều quá. Nuôi khỉ dòm nhà, thực tế diễn ra đúng như tôi dự đoán. Trời ơi, ở trong đó 10 năm trời luôn anh chị. Mà tại vì cái sự nhân bản tự do chủ quan đó, bởi vì thùy dương nói Việt Nam Cộng Hòa quá tự do luôn, cho nên mới có thành phần này nè, chứ như cộng sản bây giờ thử coi. Trời ơi, bởi giờ nó vô nó nắm được cái quyền rồi đó, mày ngon mày hí hé hó hé đi, tao bóp họng mày lại cho mày khỏi nói luôn. Cánh an ninh không quân đưa xe đến nhà bắt vợ con tôi. Vợ tôi phản đối vì mình không biết gì về công việc của chồng. Họ từ tốn, thưa bà, chúng tôi không bắt bà. Nếu bắt chúng tôi đã dùng còng số 8 trói bà chẳng hạn. Thấy nhân bản không? Chúng tôi tới đây mời bà vào phòng an ninh sư đoàn với trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tính mạng của bà và các con. Nếu bà có tài sản quý giá nào thì bà cứ mang theo. Một tuần sau vợ và con tôi bị đưa từ Biên Hòa về số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái này như là, nhưng mà theo cộng sản là tiêu đời ông rồi. Chắc chắn luôn. Đâu để yên đâu. Đương nhiên họ vẫn điều tra vợ tôi về những gì liên quan đến tôi, nhưng không bị đối xử vô nhân đạo. Cái câu này thôi là các bạn hiểu rồi. Có thể đó là những người có học và biết cách ứng xử một cách văn hóa với người thân của kẻ thù. Trong thời gian vợ tôi bị giam ở số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung tướng Không quân Trần Văn Minh đến thăm với tư cách người chỉ huy có một người lính phản chiến. Ông ấy hỏi vợ tôi có cần bạn bè, người thân đến trò chuyện gì không hay cần mua sắm gì thì ông sẽ giúp đỡ. Giận để cho đói luôn chứ ở mua sắm. Vậy đó, ngày 2 tháng 5 năm 1975, tôi lái máy bay từ Phan Rang về sân bay Biên Hòa. Vợ con tôi cũng vừa được giải thoát khỏi số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chúng tôi gặp lại nhau trong ngôi nhà nhỏ của mình. Ngay sau ngày thống nhất đất nước, đối diện với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống thường ngày do nền kinh tế bao cấp áp đặt, những lúc ngột ngạt mệt mỏi, ông nghĩ gì? Ủa? Ngộ vậy? Tôi là người được học hành tử tế trong những ngôi trường khá lý tưởng của Sài Gòn và tiếp cận nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tôi biết rõ những sai lầm trong chính sách kinh tế của miền Bắc nước ta. Bi kịch cải cách ruộng đất còn nguyên đó, công nghiệp chẳng có gì, tại sao lại giúp cho cộng sản nó đi cướp? Không hiểu. Khu gang thép Thái Nguyên còn thô sơ lắm, dệt Nam Định, xứ Hải Dương chỉ sản xuất được những mặt hàng tiêu dùng cấp thấp, đặc biệt là hạn chế về trình độ của cán bộ quản lý, sự khác biệt về ý thức hệ giữa hai miền, nhất là do đặc thù của nền kinh tế tự cung tự cấp. Cho tôi nhìn rõ sau khi Việt Nam thống nhất, kinh tế sẽ cực kỳ khó khăn ít nhất là 10 năm. Tôi chuẩn bị tinh thần đối phó với những khó khăn chung và cả những khó khăn về mặt cá nhân, nghi ngờ hay có những phân biệt đối xử này nọ. Tôi chấp nhận đối diện thực tế đó và nghĩ điều quan trọng nhất là mình có được một dân tộc Việt được sống trong hòa bình. Anh chị thấy không? Họ sống trong cái môi trường đó, trong cái thể chế đó mà họ không biết được cái sự chiến tranh do ai gây ra. Họ đi tìm một cái gì đâu á. Họ đã đi giúp cho một cái gì đâu á. Mà họ được đi học lái máy bay đâu phải do cộng sản nó nuôi đâu quý vị. Nói ra có vẻ biết hết trơn á. Đọc tới tức không? Tức không? Bây giờ tuổi trẻ như Thùy Dương lớn lên không có cơ hội học như ổng. Còn ổng nó có cơ hội đi qua Mỹ học, học lái máy bay, được lấy chuyên cơ thứ dữ không? Còn mấy tuổi trẻ bây giờ chạy Grab, lấy bằng đại học ra chạy xong ra ôm. Hỏi thù không? Cái bài dài dữ lắm. Rồi có sống trong hòa bình như ông nói không? Thực tế 10 năm khó khăn như ông nói cũng đã được tháo gỡ bởi bước chuyển đổi mới. Nhưng tới bây giờ người ta lại tiếp tục đưa ra dự báo mình lại đang hụt hơi, tụt đà. Ông nghĩ thế nào? Thực ra đổi mới một phần vì khi mình tiếp xúc với thế giới mới ngộ ra một điều là đang bị co trong vòng luẩn quẩn. Không tìm ra lối thoát trong khi thế giới ào ào tiến lên. Xỉu. Từ ảnh hưởng đó, đồng thời tác động mạnh của cuộc khủng hoảng Đông Âu tới mình và cả Trung Quốc, bắt buộc phải một phần nào đó chấp nhận cách làm ăn mới, có sự tư hữu. Tư hữu của thế giới mình không chấp nhận, nhưng con người có quyền tư hữu từ hàng ngàn năm về trước. Mình lẫn quẩn trong khi thế giới đang tiến lên bởi mình không chấp nhận dân làm giàu. Cho nên bắt buộc mình phải công nhận, phải chấp nhận tư hữu ở một mức độ nào đó để dân thở được. Khi đó dân bắt đầu làm ăn được, cải cách vì vậy là do dân, cuộc cách mạng này do dân và do lịch sử thế giới tác động.
Nếu không muốn tột đà thì phải nương vào sức dân, dân giàu thì nước mới mạnh. Ủa, ngày trước ông đi học, lái máy bay đồ này kia nọ, tiền nó ở đâu mà ông có vậy? Nếu mà không sống trong thể chế tự do, con ông có học lái máy bay được không? Phải không quý vị? Cho nên đừng bao giờ nói với Thùy Dương là người này có trình độ, người kia có trình độ. Có trình độ là một chuyện, cái đầu họ tư duy hay không là một chuyện khác. Đọc lịch sử cho thấy nhiều người trình độ dữ lắm, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư không. Nhưng mà những cái thành phần này lại giết, tiếp tay giết chết cái miền Nam tự do. Cho nên đừng bao giờ mà nói hơn người này trình độ vấn cao này kia nọ. Các anh trình độ vấn trong cái chuyên môn của các anh chị là một chuyện khác. Thùy Dương nếu có điều kiện Thùy Dương học, chú chắc Thùy Dương thua quý vị. Nhưng mà Thùy Dương không may sinh ra trong gia đình nghèo khổ và sống trong cái chế độ cộng sản cai trị. Quý vị biết Thùy Dương mộng cái gì không? Nhưng mà đạt được không? Không phải chỉ riêng mình Dương đâu, bao lớp trẻ bây giờ không thể nào thực hiện được ước mơ của nó khi mà nó sinh ra trong cái chế độ cộng sản. Tuổi trẻ tụi tôi không dở, tụi tôi tự tin nói một điều như vậy, không ngu. Nhưng mà chẳng may sinh ra và lớn lên trong cái thời cộng sản nó cai trị, chứ không dở. Nếu mà không có cộng sản thì bây giờ tụi tôi đi tới đâu rồi, chứ không phải ngồi đây mà nói lại phải yêu cầu là phải trả lại cái sự thanh bạch cho lịch sử đâu quý vị. Thùy Dương sẽ không làm cái chuyện đó đâu. Sau ngày 30 tháng 4, ông có thường gặp lại đồng nghiệp trong những phi đội cũ, tình cảnh và tâm thế lúc gặp lại như thế nào? Bẵng 10 năm sau giải phóng, tôi không gặp lại ai trong nhóm những đồng nghiệp cũ. Sau đổi mới từ năm 1986 trở về sau này, các đồng nghiệp cũ của tôi lần lượt về mới có dịp gặp lại. Lớp tôi có 23 đứa, chết hết 4, 18 đứa qua Mỹ. Chỉ còn mình tôi ở lại. Những lần gặp cũng dễ nói chuyện vì họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Tôi cũng hoàn toàn hiểu và tôn trọng họ. Đa phần những đồng nghiệp của tôi đều ở Mỹ. Lúc mới về tâm lý chung mấy người bạn đều ngại gặp tôi. Ngại sao không ngại? Một cái người bạn ngu ngốc. Tôi thì chả ngại gì, tôi vẫn xem họ là những người bạn. Nó, cái tụi cộng sản đâu biết nhục đâu anh chị. Khi gặp ai cũng tâm sự nhiều, cũng so sánh chuyện cũ, chuyện bây giờ, ai cũng công nhận việc tôi làm là góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh, chấm dứt cảnh chết chóc đổ máu. Nhưng điều họ chia sẻ là họ không dám có những quyết định như vậy. Đó là nói giảm, nói tránh thôi. Họ vì tôn trọng cái chú này, cái ông này thôi. Ông nói, họ nói như vậy thôi. Chứ họ đâu có dám nói là mày là một cái phẻ, một cái kẻ ăn cơm quốc gia thợ ma cộng sản, đâu có dám nói đâu quý vị. Trước khi ông Nguyễn Thành Trung, ông chưa làm cái điều này. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì những người bạn của ông đi về Việt Nam sống, học tập và làm việc. Tới khi mà ông giúp được cộng sản cướp chính quyền miền Nam xong là người ta đi qua Mỹ, người ta ở. Tại sao Việt Nam không ở mà phải đi qua Mỹ ở? Mỹ đâu có quê hương của mình ở đó đâu. Họ hàng hàng xóm của mình đâu phải ở Mỹ đâu, mà tại sao họ phải đi? Tại vì họ sống không được chứ, cái chế độ cộng sản họ phải đi thôi. Còn ông mà thực hiện cái việc của ông nghĩ rằng cộng sản nó vô anh chị. Các bạn biết không, tại ông Trung này ông nghĩ rằng là những cái đóng góp của ông á, ông làm đảng viên từ năm 1968-69, ông nói đó quý vị, đâu sớm hơn vậy nữa. Cho nên ông nghĩ rằng là khi mà đi vô rồi đó, cộng sản sẽ trưng dụng, sẽ dùng những người giống như ông. Rồi sau đó cộng sản nó vô, họ nó đẩy hết những thành phần ở trong miền Nam á, trong cái gọi là cái cục R trung ương, nó đẩy đi hết. Nó không trưng dụng gì nữa, cái tiếng nói nó không thèm lắng nghe nữa. Góp ý kiến hả, nó cho văng ra rìa luôn. Rồi không còn trọng lượng nào. Những người bạn lựa chọn khác. Tôi lúc qua Mỹ còn trẻ nên ai hội nhập được, sống khá giả. Năm nào mấy ổng cũng ngồi lại với nhau, chuyện nói nhiều nhất là về tôi. Nhiều anh em bảo quyết định của tôi hơi dại dột. Vì sao giải phóng sống kiểu gì cũng bị nghi ngờ, đói khổ. Tôi trả lời đó không phải là quyết định bậy, bởi tôi ý thức được việc cần làm. Không có bậy. Không biết giờ kêu ổng bằng gì luôn nữa. Chú bác hay là ông hay là sao không biết nữa. Đâu có bậy đâu chú. Không biết ổng sinh nhiều năm, năm bao nhiêu nữa. Cha Dương sinh năm 1951 đó. Không biết ổng sinh năm nào. Không có bậy. 39 người trẻ chết trong thùng không đông lạnh container trên đường mà đi qua bên Anh đó.
chú cũng có chịu một phần trách nhiệm trong đó đó. Cho chú biết đâu có bậy. Đâu rồi? Cái gì cũng vậy, làm thì phải trả giá, nhưng tôi chấp nhận việc đó. Chấp nhận bằng cách nào? Chú làm chú trả giá là cái việc của chú. Chú sai chú nhận hậu quả là cái việc của chú. Nhưng mà ngày hôm nay tụi trẻ tụi tôi không có sai. Tụi trẻ tụi tôi không có làm gì nên tội hết á. Chú làm sao gồng gánh được cho cái tương lai của tụi tôi không? Cho nên chú đừng có nói là chú làm và chú chấp nhận những cái hậu quả đó. Đâu phải mình chú chấp nhận đâu, mà còn bao nhiêu cái lớp trẻ ngày hôm nay nữa. Tôi không có chấp nhận, tụi trẻ không có chấp nhận. Nhìn cái bao nhiêu đứa trẻ học bằng đại học bây giờ đi ra chạy xăm đơ ôm, cướp giật đầy đường. Chú giải quyết cái chuyện đó đi. Nhưng qua những thăng trầm của đất nước, nhiều kinh nghiệm cuộc đời đúc kết lại, tôi thấy việc tôi làm càng ngày càng đúng. Chưa biết sai nữa. Còn hỏi tôi có lăn tăn hay không, tôi trả lời thật là thánh mới không lăn tăn. Nhưng những cái lớn nhất át đi những cái lăn tăn nhỏ đi. Nên hàng đêm tôi ngủ yên vì biết tôi đang ngủ trên đất nước mình. Dối trá trắng trợn. Chứ qua Mỹ sướng thật, nhưng ngủ không yên, bởi lúc nào cũng đau đớn một quê hương chỉ còn trong ký ức. Nhiều đứa bạn nói thẳng, đến bây giờ mới nghe được một người nói điều này là mày. Chúng tôi gặp nhau trao đổi thẳng thắn, không giấu giếm điều gì, nói đến tận cùng suy nghĩ của mỗi người. Ông này ông quá ích kỷ, anh chị đọc tới khúc này thì Dương thấy ông quá ích kỷ. Ông đâu chưa bao giờ, ông đặt cái người dân miền Nam, ông đặt ông là cái người dân miền Nam như thế nào, ông chưa bao giờ ông đặt mình vào hoàn cảnh của những người phải đi vượt biên ra làm sao. Ông chưa bao giờ, ông nghĩ rằng ông làm cái điều đó rồi sau này ông sẽ có gì, bổng lộc, có công danh. Đã được làm lái máy bay cỡ như vậy rồi, đời sống sung túc như vậy còn chưa chịu nữa anh chị, còn đòi hỏi gì để rồi sau cùng rớt xuống đáy vực thẳm luôn. Mà mình ổng anh chị kéo theo hàng triệu người dân miền Nam. Tức. Với ông quê hương là thế nào? Tôi có tới hai quê hương, một Bến Tre nơi tôi sinh ra, nơi đó là dòng máu, dòng tộc máu mủ, nơi đó có cha mẹ tôi đã nằm xuống cho chúng tôi trưởng thành. Tôi cũng vậy vậy, tôi cũng có cha mẹ nằm xuống cho tôi trưởng thành vậy. Đâu phải có mình ông đâu. Cho ăn học cho lắm vô, học nhiều hơn tụi tôi mà. Đi qua Mỹ học lận đó, đi du học lận đó, mà đầu óc bả đầu. Vốn là xứ học địa linh nhân kiệt, nhiều tên tuổi trí thức lớn Việt Nam xuất phát từ đây. Những Phan Thanh Giảng, Võ Trường Toản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Chiểu là những tấm gương của nhân dân, nghĩa lễ trí tính mà tôi từng học được. Nói không biết ngượng. Còn một quê hương khác, Sài Gòn đối với tôi là máu thịt, là tình yêu, là máu thịt, là tình yêu mà đem đi dội bom vào sân, ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất. Dối trá, là gì đó không thể lay chuyển được, dù cho năm tháng trôi qua, nhìn góc phố thay đổi, cũng nhiều lúc buồn vui, hờn giận, tiếc nuối. Ủa mắc gì buồn vui, hờn giận, mắc gì tiếc nuối? Ông nói ông có cái nhìn xa lắm mà, 10 năm lượng mà. Mắc gì tiếc nuối? Tiếc nuối gì đâu dám nói anh chị. Nói giảm, nói tránh, tiếc nuối cái gì không dám nói tiếp nữa. Tiếc nuối bởi vì bây giờ người dân sống trong cái thể chế không có tự do, độc tài toàn trị, đâu dám nói nữa đâu, hèn mà. Từ cái chỗ này quý vị nhìn ra miền Nam Việt Nam tự do cỡ nào. Trời ơi, Thùy Dương tưởng tượng thôi, Thùy Dương thèm khát cỡ nào quý vị. Để cho họ sống với cộng sản, họ mới sáng mắt ra rằng họ đã được sống trong cái sự tự do như thế nào. Ông từng thổ lộ về một người bạn rất thân, giữa ông với người đó hình như có một món nợ ân tình đến nay vẫn còn đau đáu. Người bạn ấy đến giờ sau 38 năm vẫn chưa gặp lại, mặc dù tôi nghe tin ảnh có quay về. Ảnh cùng ở phi đoàn phản lực không quân Sài Gòn với tôi, nhưng không phải cùng lớp. Anh ấy là một người đặc biệt. Khi đó lãnh đạo báo cho tôi biết có một cán bộ nội tuyến trong lực lượng pháo binh bị bắt khai có một phi công quê Bến Tre là nội tuyến của Việt Cộng. Tôi nhẩm tính trong không quân có độ chục người gốc gác Bến Tre, riêng phi đoàn phản lực thì có tôi và người bạn mà tôi kể ở trên, người cùng xã, cùng học trường tiểu học, nhưng trên tôi hai lớp. Khi thông tin bị lộ như thế thì tất cả những người gốc Bến Tre đều bị triệu tập điều tra. Anh bạn tôi bị ngưng bay, an ninh không quân gọi lên làm việc liên tục. Anh ấy không biết có chuyện gì, nhưng tôi thì biết rõ nguyên nhân. Tuy lý lịch anh ấy không có vấn đề gì, nhưng anh có người chị học đại học sư phạm, từng tham gia biểu tình chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Lúc đó tôi cũng như ngồi trên lửa, nhiều chuyện không thể tâm sự, chia sẻ với ai được. Khoảng một tuần sau, tôi gặp ảnh và tôi nghĩ ảnh biết rõ về tôi,
từ gia đình đến công việc của tôi. Ảnh nói, riêng mày thì tao, ba không. Ai hỏi tao về mày, tao cũng không biết, không nghe, không thấy. Khi nghe câu đó, tôi nhập tâm đến giờ, tới chết tôi sẽ mang theo lời nói và hình ảnh của anh ấy. Tôi ngẫm nghĩ ở đời có nhiều người cực xấu, nhưng cũng có nhiều người cực tốt. Cái tốt cái xấu đó mong manh lắm, nhưng người ta không cần xác nhận là bạn thân nên anh ấy bảo vệ, chứ không phải vì tôi là Việt Cộng hay cán bộ mà anh ấy ứng xử như vậy. Trong thâm tâm tôi nhiều lần muốn gặp lại anh ấy, nhưng để làm gì, nói một lời cảm ơn liệu có ý nghĩa gì? Tôi động viên mình, có lẽ trong tình cảnh ấy, đến giờ chỉ cần hai tâm hồn bạn bè hiểu nhau là đủ, tôi nguyện cho tới chết tôi sẽ mang theo điều ấy. Nếu quý vị vì thương mến bạn, trong mỗi cái cuộc chiến, nó liên quan tới vận mệnh của quốc gia, Thùy Dương xin quý vị nên xác định rõ cái nào nó quan trọng hơn cái nào. Công ra công, tội là tội. Những cái con người này cũng mập mờ trong cái chuyện nào hơn, quan trọng hơn cái chuyện nào. Đó, vì cái tình bạn đó đó mà để im lặng, để rồi sao? Ngày hôm nay quý vị làm gì để lấy lại cái miền Nam cho tuổi trẻ tụi tôi? Tụi tôi hỏi đó. Đừng bao giờ áp đặt người lớn với tụi tôi trả lời những câu hỏi cho những thế hệ trẻ. Tụi tôi là những cái thế hệ trẻ tiếp nối theo. Quý vị nè, dẹp cái chuyện mà áp đặt tuổi tác đi. Ai chịu trách nhiệm cho những cái chuyện liên quan tới tuổi trẻ, những cái thế hệ sau này, bởi những cái việc làm là việc làm sai của quý vị? Quý vị được ăn học, sống trong cái môi trường tự do quá xá kể. Tụi tôi mất hết những cái quyền đó. Thậm chí muốn nói những cái chuyện sự thật về đất nước Việt Nam cũng không thể nào ngồi ở tại Việt Nam mà nói được. Không thể nào, tụi tôi phải ra một cái đất nước khác. Trong khi ngày xưa quý vị có thể đứng dưới đường, đứng trong đất nước Việt Nam để các quý vị biểu tình. Tụi tôi bây giờ thì không. Và những người lên tiếng cho cái sự thật bị bắt giam sạch sẽ. Ai trả lại cho tụi tôi những cái sự công bằng đó? Cho nên Thùy Dương mong những người bạn trẻ sau này, đừng cố che giấu những cái con người gây hại cho dân tộc. Quý vị phải nên nhớ đặt cái dân tộc lên hàng đầu. Bạn, nhưng mà nó xấu, nó gây hại mình, nó có tốt với mình cỡ nào chăng nữa, thì cũng phải nghĩ tới sự tồn vong của dân tộc là trên hết chứ. Tại sao che giấu để rồi sao? Kéo nhau đi xuống địa ngục cả lũ. Tột tức. Ông đã bước ra khỏi vỏ bọc của một điệp viên, lái máy bay trên bầu trời hòa bình và làm công việc đào tạo, hết lòng với một thế hệ phi công trẻ Việt Nam. Điều động lại trong ông sau thời gian dài gắn bó với công việc đào tạo, huấn luyện ấy là gì? Một cái mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình. Cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ ấy. Nói rất là hay, coi bộ trí thức dữ lắm. Giả từ cuộc chiến, tôi thấy mình làm khá nhiều việc mà những việc đó chắc không phải ai cũng làm được. Chắc không? Hồi còn sống, anh Hai Trung, tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn nói nửa đùa nửa thật. Việc ông ném bom Dinh Độc Lập, nhà nước phong ông anh hùng thì không nói làm gì. Còn ông, việc ông làm sau này nếu được, tôi phong ông 2 lần anh hùng nữa. Anh Hai Trung hiểu về công việc đặc thù của tôi. Khi giải phóng, cả một bề thế không quân chế độ cũ bỏ lại. Tôi là người làm sống lại phi đội A-37, sau này tham gia đánh Tân Sơn Nhất vào ngày 28 tháng 4, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. F-5 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ mà Mỹ bỏ lại mấy phi đoàn, nhưng không có người bay. Giá trị vậy nhưng bỏ lại quá lâu bị hư hại nhiều, có chiếc bị bắn phá, thủng, lỗ chỗ. Nhiều chiếc còn bị bộ đội tiếp quản tháo đi những tiện nghi nội thất hay linh kiện quan trọng. Sau khi thành lập bộ phận tiếp quản, tôi nhận nhiệm vụ làm sống lại những chiếc máy bay này. Khi sửa xong, tôi là người bay thử, phi công bay thử của người ta, điều kiện bảo hiểm ngặt nghèo lắm. Còn tôi thì như con thiêu thân, gần 50 lần bay như thế. Tôi luôn sẵn sàng tình huống nhảy dù khẩn cấp bởi máy bay có thể hư bất cứ lúc nào. Mỗi lần bay, nhiên liệu chỉ cung cấp đủ phần nửa cơ số. Vốn là người nhạy cảm trong cuộc sống, con ruồi bay qua tôi phân biệt được ruồi đực hay ruồi cái. Huống chi chuyện nhiên liệu chỉ đủ bay một vòng trong bán kính hẹp, điều lăng tăng mà tôi kể trên là như vậy đó.
Rồi được rồi cái bay qua biết liền. Mà cộng sản nó ác hay nó không ác, đối với trong khi là những cái người lãnh đạo đó, người ta biết, còn ông thì không biết. Lạ ghê. Tháng 8 năm 1975, sau khi hồi phục xong rồi, tôi huấn luyện cả một phi đội bay thành thục F-5 để thành lập Trung đoàn Không quân 935, sau này trở thành Trung đoàn Anh hùng. Đã quá cái tuổi lục thập nhi nhị thuận, còn điều gì ông thấy hối tiếc hoặc món nợ nào ông chưa trả được? Ông trả lời nè quý vị, đến giờ này tôi vẫn ân hận, tiếc là không được chết vì Hoàng Sa. Biết sao không chị? Nếu ông chết vì Hoàng Sa đó, ngày 18 tháng 1 năm 1974 thì ông đâu gây ra những cái sai lầm khi mà ông ném bom vào Dinh Độc Lập hoặc là sân bay Tân Sơn Nhất đó quý vị. Ông không bao giờ ông thừa nhận ông sai hết á. Nãy giờ trong cái bài đọc của ông không, nhưng mà ông nói thà là ông chết trong cái cầu là ở trong cái trận chiến mà Hoàng Sa thì có lẽ ông đã bớt nhục hơn rồi. Cho nên ông nói chống chế quý vị. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc đổ bộ lên chiếm đảo Hoàng Sa. Phía Việt Nam Cộng Hòa khi đó có một đại đội địa phương quân chốt trên đảo Phú Long. Hai bên đánh nhau cũng có thương vong về con người, nhưng quân số Trung Quốc đông quá. 51 lính địa phương quân của ta bị bắt đưa về Trung Quốc. Việt Nam Cộng Hòa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để chiếm đảo của Việt Nam một cách phi pháp. Đây là sự kiện lớn, dư luận thế giới cũng phản đối việc đó. Lúc này hải quân của Việt Nam Cộng Hòa không thể đổ bộ chiếm lại đảo được. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu điều 5 phi đoàn F-5, 4 ở sân bay Biên Hòa, 1 ở sân bay Đà Nẵng. Mỗi phi đoàn có 24 máy bay và 120 phi công ra Đà Nẵng, chuẩn bị đánh lấy lại Hoàng Sa. Trong lúc đó anh chị biết không, còn có tụi Trung Cộng nữa, bảo vệ đảo nữa, bao nhiêu là kẻ thù xung quanh luôn. Mọi người rất phấn khởi, tụi tôi đi ra với tư thế là đi lấy lại một phần lãnh thổ của đất nước. Sĩ quan cấp tá ở các phi đoàn 520 Nguyễn Văn Dũng, 536 Đàm Thượng Vũ, 540 Nguyễn Văn Thanh, 544 Đặng Văn Quang, 538 Nguyễn Văn Giàu đều đã lên kế hoạch tác chiến kỹ lưỡng. Nhưng họ đâu biết rằng trong số đó họ có một cái người bạn là giặc. Tôi nói vậy thôi. Trong khi họ toàn tâm, toàn sức để họ bảo vệ, họ chiến đấu thì có một thằng giặc ở trong đó. 150 phi công thuộc 6 phi đoàn F-5 của Không lực Việt Nam Cộng Hòa khi đó đều ký tên chung vào một lá đơn tình nguyện xin được chết vì Hoàng Sa. Hàng ngày máy bay RF-5 có nhiệm vụ bay và chụp ảnh các tọa độ từ nhỏ nhất ở Hoàng Sa. Xem có thay đổi gì, tàu chiến Trung Quốc di chuyển ra sao, bố trí các cụm phòng thủ thế nào, đưa về chiếu ra cho tất cả phi công theo dõi. Tụi tôi đếm từng tàu một, thậm chí đếm được cả số ghi trên tàu, chia bản đồ ra làm 4, mỗi góc tư giao cho một phi đoàn. Phi đoàn thứ 5 bay bảo vệ trên không, họ có 43 tàu tất cả, và quyết tâm của tụi tôi là đánh chìm tất cả 43 tàu đó trong vài giờ. Về không quân vào thời điểm đó, chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra, ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu, bay về còn Trung Quốc chỉ có MiG MiG-21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về. Khí thế phi công lúc đó hừng hực, mấy anh chỉ huy trưởng từ đại tá trở xuống đòi đi đánh trước. Tất cả háo hức cho đến giờ ghê là xuất kích, nhưng giờ ghê ấy đã không đến. Hạm đội 7 của Mỹ trên biển không cứu các hạm đội đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa bị bắn chìm và bị thương trên đảo. Dường như vì lợi ích của mình, các quốc gia lớn có quyền mặc cả và thương lượng bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác. Lúc này, ông phải hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra với miền Nam Việt Nam chứ. Năm 1971 là đã hiểu được Mỹ đã đối xử như thế nào rồi. Mà ông này ông là cộng sản từ năm 1968-69 rồi. Một mảnh đất dù nhỏ cũng là tổ quốc mình, cha ông ta đã đắp xây nên bờ cõi, là con dân của đất nước ai cũng có nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ lấy. Tụi tôi háo hức sẵn sàng tất cả nhưng cuối cùng không được chết cho Hoàng Sa. Tới bây giờ tôi vẫn ân hận, sau này bạn bè gặp tôi cũng cùng một tâm trạng, đáng lẽ tụi mình chết cho Hoàng Sa thì vinh dự hơn. Nói như thì Dương nói quý vị.
Ông chết cho hoàng sao thì vinh dự, bây giờ người ta đâu có chửi ông. Để cho một cái cô gái trẻ như thế này, thế hệ sau của ông, đừng bao giờ nói tụi tôi là con nít nha. Tụi tôi là những cái thế hệ kế thừa tiếp theo. Và những việc sai lầm của quý vị đã dẫn đến ngày hôm nay, nó người Việt Nam của chúng ta như vậy đó. Cái ý thức hệ của hai lớp người khác nhau. Một cái lớp người sống trong cái chế độ cộng sản khác với một cái lớp người đi vượt biên, vượt biển sống ở phương Tây. Là người đi nhiều nơi, có điều kiện tiếp cận với chuyện làm ăn. Ông thấy phẩm chất, tư cách của người Việt Nam có đứng được ở những thị trường minh bạch. Ha, thì Duân không có đọc cái phần đó anh chị. Ha, hiện nay ông có bằng lòng với cuộc sống của mình hay không? Thời nào tôi cũng bằng lòng với hiện tại. Thời khó khăn nhất cũng như khi đất nước đổi mới đến nay. Ông cái câu này chúng ta phải hiểu nha. Ông nói là khi mà đất nước đổi mới là khó khăn nhất của ông đó. Tôi bằng lòng với những cái mình hiện có. Đó là hạnh phúc tự tạo. Nếu để làm giàu tôi sẽ đi đường khác và tôi biết cách làm giàu. Nhưng tôi đã không lựa chọn như vậy. Tôi vẫn nghĩ tri túc, tiện túc, hà thời túc. Mình biết đủ thì lúc nào cũng đủ. Chứ giờ trong cái môi trường đó muốn phát triển sao phát triển được. Tôi bằng lòng với cuộc sống con cái học hành đàng hoàng, lễ phép với cha mẹ. Hiện tôi vẫn chưa nhàn được, tôi vẫn đi làm thuê, nhưng làm để vui, chứ làm để buồn thì tôi không bao giờ làm. Một người phi công. Đáng lẽ cái tuổi đó ông phải nghỉ hưu rồi mới đúng. Những cái quốc gia bên ngoài cái tuổi ổng là nghỉ hưu đó anh chị, giờ ổng đi làm thuê thì Dương cũng không biết ổng làm, ổng còn làm ở đâu hay không nữa. Cái bài này chắc cũng viết cũng lâu rồi đó. Để giải tỏa những mệt mỏi trong công việc, ông có chơi thú giải trí gì khác không? Thì ông cũng nói là ông chơi golf rồi ông mua mấy cái gậy mấy chục ngàn đô đó anh chị, đủ tiền mà vác cái gậy mấy chục ngàn đô gì đó gì. Tôi cũng thích nhiều nhưng tự thấy mình không có điều kiện, chẳng hạn như đi đánh golf, làm sao đủ sức đủ tiền mà vác gậy mấy chục ngàn đô. Đối với tôi bây giờ sức khỏe là trên hết, liệu sức để làm việc thôi. Tôi sống trên không nhiều quá rồi, giờ ngồi dưới đất thú thực là thấy tay chân tù túng, bay một tí cho vui nên đến nay tôi vẫn bay đều vậy đó. Thì đó là cái bài viết đó của ông Nguyễn Thành Trung đó quý vị. Rồi sau cái bài đọc này các bạn trẻ có suy nghĩ gì? Nó lý giải cho các bạn tại sao miền Nam Việt Nam bị thua. Huỳnh Kiến Trúc Sư, Huỳnh Tất Phát, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Mẫm, bà Dương Thu Hương, bà Dương Quỳnh Hoa chứ. Bà Dương Quỳnh Hoa, bà bác sĩ đâu đó. Quá trời, không? Rồi cả những người nghệ sĩ, những nhạc sĩ trong miền Nam chưa từng một ngày nào cộng sản nuôi họ một đồng một cắt nào hết trơn. Cộng sản chưa cho họ những cái giá trị gì hết đó, chỉ là hứa thôi à. Bị dụ cho chức vụ quyền hạn sẽ đưa họ lên nắm giữ những cái vị trí tối cao quyền lực, nghe khoái khoái anh chị. Tới chừng nó vô nó nắm được hết rồi hả, nó hất đi một cái một trở tay không kịp, ngậm họng luôn cho tới khi mà xuống lỗ quý vị. Ngay cả ông Nguyễn Thành Trung này cũng vậy, ông không hề nói, không hề dám nói một cái gì. Mà ông làm trời làm đất hả? Ông quậy cho cái miền Nam Việt Nam, ông làm cho những người trong Việt Nam Cộng Hòa thời đó cũng mệt mỏi. Người ta cũng nghi ngờ mà người ta cũng không nghi ngờ ông. Nó có những cái tướng tá như vậy đó anh chị, có điều kiện như vậy đó anh chị mà lại sống tiếp tay cho cộng sản. Thì Dương hỏi anh chị, cái miền Nam Việt Nam anh chị, cái Việt Nam Cộng Hòa nó yếu ớt lắm. Trời ơi, địch xung quanh anh chị thấy không, Hoàng Sa, Trường Sa, nó Hoàng Sa tụi Tàu Cộng nó chiếm. Rồi từ năm 1968 đến năm 1971-72-73 là anh chị biết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đối mặt với cái chuyện mà Mỹ nó muốn rút quân ra khỏi và nó cắt viện trợ. Trong khi đó là cộng sản trời nó quậy từ trong miền Nam, nào là mặt trận giải phóng dân tộc, sau đó là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, rồi nó thành lập tùm lum tà la hết, đủ các đường phá hết, phá tùm lum hết, phong trào học sinh sinh viên xuống đường, rồi ở ngoài miền Trung là cái phong trào Phật giáo bàn thờ xuống đường. Một cái chính thể Việt Nam Cộng hòa non yếu như vậy đó mà chống chọi biết bao nhiêu cái tác động ngoại lực nội lực ở bên trong, mà tác động tiêu cực không hả anh chị, không có yểm trợ, không có chút giúp đỡ. Thì cái hậu quả là ngày hôm nay cái miền Nam Việt Nam nó ra nông nổi như vậy, và cả đất nước Việt Nam nó ra nông nổi như vậy. Dự án công trình treo xây bỏ lỡ, không có ai chịu trách nhiệm hết. Cướp giật đầy đường, đạo đức con người xuống cấp, giáo dục xuống cấp, lãnh đạo thì tha hóa, tư cách đạo đức con người không còn nữa.
là cũng chỉ những con người này. Nếu mà ông Nguyễn Thành Trung ông coi mà tôi biết ông hối hận nhiều lắm rồi. Những cái người tuổi trẻ như tôi á, giống như con cháu của ông có bao giờ ông nghĩ là những đứa con này, những cái đứa cháu của tôi sau này nó sẽ ra sao không? Ông chưa bao giờ ông nghĩ những cái đứa đó là con cháu của ông. Ông chỉ nghĩ rằng là những đứa con, những đứa cháu của ông chỉ là họ hàng huyết thống của ông mà thôi. Ông phải lấy, ông phải đẻ ra từ cái tinh trùng của ông kìa, nó mới là con cháu của ông. Họ hàng máu mủ, còn tụi tôi không phải. Tụi tôi cũng là con người, cũng là thế hệ sau này mà. Nhưng mà để rồi biết bao nhiêu thế hệ trẻ bây giờ phải sao? Họ phải dùng cái chất xám của họ ở những cái quốc gia bên ngoài, đi ra nước ngoài để mà phát triển bản thân sự nghiệp của mình. Chứ còn Việt Nam không có cơ hội. Đi ra nước ngoài du học xong đi về Việt Nam chạy xong đã ôm tháng 3 triệu, 5 triệu Việt Nam đồng. Mà đi du học đâu có rẻ tiền đâu. Ngày xưa ông đi du học có thể là ông được chính phủ hỗ trợ cho ông. Ngày hôm nay đi du học cha mẹ đóng tiền gần chết, vay tiền mượn tiền gần chết, trả tiền lời gần chết luôn. Đó, trong cái tài khoản YouTube của Thùy Dương làm nhiều nhân vật mà Dương nói là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Tại sao những ngày cuối tháng 4 này Thùy Dương đẩy mạnh cái chuyện này cho quý vị? Tại vì để cho các bạn hiểu rõ lý do tại sao mà miền Nam Việt Nam Cộng Hòa bị thua. Bên cạnh cái việc mà Mỹ nó cắt giảm viện trợ, nó rút quân ra, nó giảm vũ khí, nó giảm viện trợ một cái đồn. Nó hứa kéo dài, nó giảm viện trợ một phát một như vậy. Nó làm thiếu tùm lum hết. Thiếu vũ khí, thiếu súng đạn, xe tăng, không có xăng dầu. Những người đi lính thì không có lương thực để ăn, không có đồ ăn. Họ đi chiến đấu bảo vệ người dân bằng cái bụng đói meo. Tại sao Thùy Dương đọc? Thùy Dương hiểu quý vị, sách vở của Thùy Dương đọc. Thì các bạn phải đặt mình vào cái hoàn cảnh đó, quý vị sẽ làm sao? Để cảm, để hiểu được là mình phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó. Trong cái bối cảnh đó mình sẽ hiểu được cái chuyện gì xảy ra. Rồi hỏi mình sao mà Thùy Dương không nói nặng. Đừng bao giờ nói chuyện tuổi tác với Thùy Dương, bởi vì lịch sử chứng minh có nhiều người có tuổi cái đầu lúc nào cũng hãnh diện, tại đây có trình độ kiến thức. Nhưng mà sao để lại cái hậu quả đến ngày hôm nay tụi tôi phải gánh lấy nè. Đáng lẽ là tụi tôi dùng mấy tiếng đồng hồ, 6 năm nay Thùy Dương đi trên con đường này rồi, anh chị biết là Thùy Dương tập trung vô cái chuyện học của Thùy Dương nó đi tới đâu không quý vị. Nhưng mà cái chuyện đất nước làm cho Thùy Dương phải dừng lại, phải tranh đấu cho đến ngày hôm nay. Còn nhiều nhân vật lắm, các bạn chịu khó, và Thùy Dương cũng nhờ quý cô, quý chú, quý anh chị chịu khó bình luận xuống dòng. Thùy Dương đi tìm trong cái Google cực lắm quý vị. Thùy Dương phải tự đi tìm từng nhân vật một, đi kiếm, đi moi ra đó. Thùy Dương không còn biết còn bao nhiêu nhân vật nữa. Có những nhân vật đi tìm trên Google nó không có viết. Cho nên Thùy Dương không thể nào đọc được những cái đó. Cho nên quý vị có những cái link nào, cái kiến thức nào, quý vị đừng có gửi YouTube cho Thùy Dương. Thùy Dương không có thời gian đâu mà Thùy Dương ngồi Thùy Dương gõ lại, Thùy Dương làm video. Quý vị hãy gửi cho Thùy Dương bằng những cái link á, Thùy Dương sẽ đọc nó dễ hơn. Còn quý vị mà gửi cái link YouTube cho Thùy Dương là Thùy Dương phải ngồi nghe, Thùy Dương phải gõ xuống, rồi Thùy Dương đọc lên, Thùy Dương làm YouTube rất là cực cho Thùy Dương. Cho nên những cái bài nào mà quý vị gửi bằng cái link Google nó có cái nội dung bài đọc á, Thùy Dương sẽ ngồi nó đỡ mất thời gian, tại vì Thùy Dương làm cái này mất thời gian lắm. Rồi cái video cũng tương đối dài rồi quý vị. Thùy Dương mong rằng là các bạn trẻ đọc và hiểu. Còn đối với những cái đứa nào mà chạy vô mà nó cứ ngụy ba sọc, ba que, đu càng đồ đó, các bạn đừng có để ý tới nó. Nó kể cái cha nó cứ làm như nó làm đi quý vị. Cái sự thật nó nằm ở chỗ nào thì qua những cái video của Thùy Dương không có thời gian để mà đi vô xóa hết bình luận của tụi nó. Thùy Dương cũng không có thời gian để trả lời hoặc giải thích cho tụi nó. Chúng ta sẽ có một cái đường hướng, một cái cách thức khác để chúng ta đi nha. Chứ đừng có nghe theo tụi nó xưa rồi. Đó, nhiều cái thông tin mà chúng ta không cập nhật để chúng ta sẽ trở nên sao anh chị? Cổ lỗ hủ đó. Chúng ta trở nên lạc hậu đó. Rồi Thùy Dương xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã phụ giúp Dương trong những cái phần bình luận. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe cái phần chia sẻ của Thùy Dương. Thùy Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của Thùy Dương nha. Đừng quên nhấn cho Thùy Dương một cái like nữa chứ. Xin chào và hẹn gặp lại.